Đâu bắt đầu hình ảnh nhé, bắt đầu hình ảnh nào. Hình ảnh này hôm nay là ai lựa chọn? Chị em thấy chị Vân. Chị Vân thì cho chị Vân Mai nha. Này. Chị bật hình của chị lên nhé. Chị có Zalo của hai chị chưa? Thêm bạn có thể là chị vào hoặc là chị Văn, chị sang cho chị vào đi, cho chị vào nhóm. Mời vào hả? Mời chào chị. Mời vào nhóm. Thêm vào nhóm. Thêm vào nhóm đi. Kết bạn không vào nhóm được. Không thấy. Chưa kết bạn đi không vào nhóm. 0971. Kìa bằng răng. Kết bạn Zalo xong mới thêm vào được. 0974. Cái gì nữa tiếp tục. 0971. 0971 và 74. 71. 71. Trời. 9111. 06. Ủa, cứ vào Zalo kết bạn chứ. Cái đó là vào ấy rồi. Chứ vào nào? Vào Zalo đi. Trời ơi, mình ra rồi. Anh xưa điện thoại. 0971 9 9 1 1 1 0 6 0 6. Đây là anh chọn kết bạn luôn á. Đâu, cho rồi đó. Giờ của chị Sang rồi đó, giờ bốc của chị Sang đâu. Giờ cứng nha. Cứng của chị, của chị Phân. Giờ cứng nha. Không lấy giờ sao. Đây là trước. Rồi, nhìn cho em nào. Cái này đó là cái vẫn thuộc đầm ôm. Phần sau nữa chị, phần sau luôn, đủ bộ luôn. Cái này thuộc đầm ôm nhá. Cái này thuộc đầm ôm à. Tay này gọi là tay gì ạ? À? Lỡ. Cho vào đi, cho mình vào nhóm đi. Vào rồi mà. Thế phải cho vô rồi mà. Chưa, mới kết bạn thôi. Chưa. Thế à? Em chưa kết bạn, chỉ là chị kết bạn thôi. Chị mình răng. Giờ làm răng. Không, bây giờ chờ chị vào nhóm lại chứ. Có nhóm rồi luôn. Tao chị vừa tên gì vậy? Mami. Mami. Rồi. Vào chưa? Chị ngồi thế này đây chị. Rồi thế rồi đúng không? Rồi trước khi mình vào mình xác định phân tích cho em nhé. Cái này chiều dài bao nhiêu ta? Dài. Mặc tới đâu ạ? Hơi bị dài đó. Hơi bị dài, ok. Này thêm mình tới bắp chân đi. Vượt qua bắp ạ. Vượt qua bắp ạ. Vượt qua bắp đi. Rồi tới bắp cá nhá. Thì chúng ta thêm bao nhiêu nữa ạ? Thêm bao nhiêu nữa nhỉ? Thêm bao nhiêu nữa thử diễn ra cái lần này nhỉ? Tạm thời em sang bên này nhé. 900. Thế nhưng mà cái này thiếu giấy thì chúng ta làm cái eo trước, tức là làm nửa trên nhé. Làm nửa trên trước. Cái này can tại đâu? Dưới eo ạ. Phải can dưới eo không? Bởi vì đây trỏ tay mà cái đường nối này nằm ở dưới. Cái ngang trỏ tay đây này, cái đường can nằm dưới cái trỏ tay. Vậy là được.
đường eo nó nằm dưới. Ờ, cắt thêm xuống phân nữa. Đừng cắt nhiều. Phân thôi. Ừ, phân vẫn giữ được được mà nhé. Cắt xuống, sâu xuống này. Ok chưa? Mông vẫn ôm. Ok ha. Thì phần dưới em phân tích sau nhé. Mình chỉ lấy chiều dài là khoảng gần tới mắt cá. Còn mình mặc thì bắp chân thì do mình nhé. Thế còn cái cổ là cổ cơ bản này, nhưng mà cái này xéo hơi nhiều. Mà cổ này mặc rộng bình thường. Cổ nó vừa rồi con hiền thật. À, giờ thì là sao? Có lá rồi chứ. Có chân có lá. Có chân có lá. Cái này làm dây kéo ở đâu? Sau lưng. Sau lưng. Sau lưng. Phía trước vẫn có nẹp. Nẹp tới đây. Thế dây kéo sau lưng thì làm chân to lắc của liền được không? Được. Được, đúng rồi. Chỉ chờ cầm qua mông thôi. Tức là phía trên mình chốt, à trang sang mình vẫn chốt lại. Đúng rồi. Và cổ bình ra thường. Cổ bình thường. Ừ, là cổ bình thường. Thì dây kéo thì từ lưng xuống 5-6 xăng vẫn được đúng không? Được. Thậm chí 10 phân cũng được đúng không? Từ đây vượt qua mông đúng không? Còn phía trước là chu đầu đã mở, mở nút ra rồi. Còn là không thích trang đây, trang ở sườn được không? Được rồi. Cho từ mông lên đấy. Nhưng mà sáu. Ừ, cái chai phía sau. Được chưa? Có hai cái vị trí để mình làm cái kéo nha. Cái này tay lỡ trên trỏ hay gọi là tay cọc nhé. Tay này mặc khi mặc xong nó nằm ở ngang đỉnh ngực. Ngang đỉnh ngực. Cái tay của chị đâu? Tay của chị đâu? À, cái cách tính tay như này nhé. Để nó ra đúng vị trí đó. Thì có phải là cái đầu tay của mình này mày là đầu vai đúng không? Thế thì làm thế này này. Dài tay của chị nằm ở đây. Đỉnh ngực này. Đây là cái sát đỉnh tay, hình dung không ạ? Tức là ngang ở đây nó thẳng đây là. Cái tay nó nằm ngay đỉnh ngực. Đây này, ngang có đỉnh ngực này. Hình dung không? Cửa tay này ngang có đỉnh ngực. Thế thì đầu tay này. Thực ra chúng ta may thì may như này đúng không? Nhưng khi mặt nó nằm như thế này thì mình cứ ứng từ đỉnh này. Cái này đây, đỉnh ngực đây, tay nằm đây. Kẻ ngang qua thì tay nằm đây. Ok chưa? Xác định được chiều dài tay nhé. Rất là đơn giản. Vai này có giảm không? Đầu vai có giảm không? Không cần giảm. Ừ. Bởi vì không phải là nhúng. Khi là nhúng thì chị mặc mới là giảm đầu vai. Món này tay cơ bản để nguyên nhé. Nhưng cái này đã cắt một bản vai rời ra đúng không? Cắt từ giữa cổ này ra đây này. Đấy chưa? Thế cổ này mặt rộng không bình thường. Nó không ôm sát vậy nhé. Không ôm sát cổ cơ bản của mình. Nó là thời trang, nó rộng này. Anh cầm hạt này là làm giả. Nó có một cái dây ấy, nó xỏ vào đây một vòng hoa cổ. Có em. Trang trí thôi. Ở nhà có hả? Không, cũng cũng có. Nhá, đây là chân cổ bình thường nhá. Đây là nút chân cổ này. Được chưa? Đây là lá cổ. Lá cổ là lá cổ khá là nhỏ và khá là lớn. Nó không nhỏ như cái mình đang làm nhá. Và cái vai này của mình ấy có làm liền với thân sau không? Không. Thằng này hướng nối giống mình rất cắt cắt thêm. Cái này ấy. Cái này làm này cho em nhé. Vai này thân sau nó rất liền nhau. Làm thế này này. Cái này làm vai liền. Không, nhưng mà hình này nó có liền đâu. Liền liền hả? Liền. Rất liền với nó gặp đối với rất nhiều vậy á. Ừ, đâu quan trọng. Thêm một miếng nữa đó. Không quan trọng nhé. Ok ha. Tức là cái vai này là liền nhá, vai này liền. Thế còn cúp ly con men sườn chuyển lên đâu? Chuyển lên cái đường bổ, cái đường giãn này. Chuyển lên đường giãn này. Và vị trí đường giãn này là chiếm 1 phần 3 từ nách vào. Từ đây đây chiếm 2 phần, thế này chiếm 1 phần. Được chưa? Nẹp nhẹt liền nhé. Nẹp liền. Còn cần lưu ý cái gì nữa không? Hết rồi đúng không? Còn con men sườn này chuyển lên đường bổ cúp này đúng không ạ? Hết nhá. Và chúng ta cắt căng cái này dưới cái thằng eo cho em nhé, ít nhất một phần, được chưa? Ít nhất một phần tới hai phần tùy mình nhé. Thế còn con tùng ở dưới, hai con ben thì nó mất rồi. Hai con này thì mình sẽ chuyển chung vào con này. Còn những con này phải mở, mở thêm. Đúng không? Mở thêm. Con này khá là to nhé, làm nhỏ nó không tạo lết qua bên này được. Ít nhất phải đến 6 xăng. Thậm chí là 7 xăng. Nhìn không nào? 7 xăng ha. Vẫn là chân váy ôm nhá, không phải xòe ha. Chân váy ôm. Được chưa? Bắt đầu nhá.
Rồi, em phân tích xong rồi nhá. Bắt đầu này. Chị gì chị phước đi học là xoay chuyển ly. Có thì cái này ha. Mai sẽ xoay chuyển. Nghe chưa có hiểu. Rồi, của chị Văn đúng không? Vâng. Trong số này là em kiểm tra chính xác rồi đúng không? Vâng. Chị cầm ấy mỏi tay lắm. Chị kệ, chứ giờ em biết làm sao thầy. Rồi, em sẽ vẽ như vậy. Nhưng mà cái phần này của chúng ta là... À, phần dưới chúng ta cũng không đủ đúng không? Nó cũng không đủ. Tức là chiều dài không đủ nhá. Dán vô. Tôi chắc làm giờ đây, làm giờ cái gì? Thằng nào làm giờ? Thì á, mình lên trên, lên chút thằng dưới đặt từ bên này qua đây. Sao ạ? Thằng dưới nguyên tờ. Thằng dưới nguyên một tờ, vâng ạ. Ok, được hết. Cái này là sao qua nhé chị Phước nhé. Đây là đệm hạ cổ này. Và rộng cổ. Cổ này của mình mặc rộng hơn bình thường. Rộng hơn bình thường nhé, không ôm sát nhé. Nó hơi thòn, hơi sâu xuống này phải không? Hơi xuống một chút. Thế là cổ mình đang bình thường là bao nhiêu? 36 hả? 36, một vòng cổ ấy. Giờ em mới làm 38. Thì chỉnh ra bao nhiêu? Tức là đây là điểm hạ cổ cơ bản của mình đúng không? Và đây là rộng cổ cơ bản của mình đúng không? Thế bây giờ mình muốn em muốn một vòng cổ thêm 2 phân nữa thì hạ xuống mấy và rộng là mấy? 1 phân. Tại sao? 12 phân thì phải 1 phân mỗi bên nữa, phải 1 phân chứ. Tôi có tính vậy đâu được. Thế cái hạ cổ này lấy cái gì chia? Bài. Đâu có. Hạ cổ bằng cái gì? Cổ. Vòng cổ chia 6. Thế giờ lấy độ lệch vòng cổ chia 6 chứ. Hạ một phân nhân là chết rồi. 2 chia 6 bằng mấy ạ? 3 ly mấy phải không? Phải không? Thế vậy thôi ạ, 2 là 6 phải tính là vòng tròn 3 ly. Nhớ xong là sửa dập cho em nhé. Tư duy thiết kế dập như thế nào? Thì sửa dập và nhảy sang y chang như vậy. Nếu chị chỉ hạ một phân thì dập cổ đâu có. Cái công thức của mình ấy là hạ cổ bằng vòng cổ chia cho 6. Thì khi họ yêu cầu thêm một vòng, tôi muốn 2 xăng nữa thì phải lấy độ chênh lệch để chia cho 6. Độ chênh lệch chia cho 6. Đúng rồi. Nó lấy cái độ chênh lệch chia cho 6 chứ không phải là mình lấy nguyên cái vòng cổ mình chia lại. Chia lại chi nữa. Chị cắt ra rồi mà, đây là chưa cắt, em cắt ra rồi chị xác định rất là khó. Thế sau này nhảy sai thì sao? Có lẽ là đi số lớn đi thiết kế lại. Ví dụ như là số sau tôi mà lớn hơn số trước 200 thì sao? Thì phải lấy độ chênh lệch chia cho 6 chứ. Công thức là chia cho 6 đúng không? Bây giờ cổ nó cho lệch bao nhiêu hoặc lớn bao nhiêu thì ta phải lấy cái độ chênh lệch đó chia cho 6 cho em. Chứ không phải là chia lại từ đầu nhá. Không phải 36 nó cộng 2, 38 là chia cho 6. Được chưa? Nếu làm như vậy thì đâu có nhảy sai được. Vậy 2 phân chia cho 6 bằng mấy ạ? 0.3 mấy? 0.333 máy tính. Máy tính bắt quay. Phải làm sao? Mua thêm máy tính đã. 3 ly mấy? 3 ly mấy thì em dập cổ cho 3 ly. Em bù xuống cái này là cho 4 ly mấy nhé. Tức là em cho hạ nhiều hơn đấy. Hạ nhiều hơn. 5 ly này. Thêm đấy. Dập chỉ đúng 3 ly thôi nhé. Dập đúng 3 ly. Được chưa? Tức hạ một chút nhiều hơn, rộng một chút hơn, thấy chưa? Đầu vai này không phải giảm, để nguyên vai này cho em ạ. Được chưa nào? Sau đó chúng ta vẽ lại cái ly gốc, vẽ lại ly gốc. Đây là eo gốc của mình. Hạ xuống trang phân rưỡi nhé. 3 mảnh thước nữa. Ai vậy? Chị rút cho mẹ phải. Alo. Alo. Có gì anh nói đi, thì đang bận một xíu nhé. Xin quay tiếp chị. Ok.
Tiếp ha. Nhưng mà chị thấy có khách gặp thầy. Mà gặp thầy có việc gì? Không kêu chị Trang. Ừ, thầy đang bận chị. Đây này, hạ xuống phần dưới này. Thế nếu như cái phần này mình muốn nghiêng, chỗ này có thể cắt sâu hơn cho em nhé. Là 2 phần này, nhưng mà sườn phần dưới nhé. Đây là 1,5 này. Nhưng chỗ này là 2. Nhá. Giữ nguyên và đánh cong nhẹ này chị. Nghiêng thật nhẹ. Đây vẫn là phần đi gốc của mình. Ok em này. Phần này nhớ bỏ đi nhá. Bỏ đi này. Rồi xong. Thiếu rồi đó. Thiếu cái gì nhỉ? Đường mai ạ. Thiếu cái gì mọi người nhỉ? Thiếu cái gì nhỉ? Kéo nó trên một kéo nào. Kéo. Đánh em phải chừa ra một khúc để làm gì? Chưa biết thật. Gì nhỉ? Làm nè. Đây là áo sơ mi mà. Nhập áo sơ mi. Nhập áo sơ mi. Cách tính nhẹp thế nào nhỉ? Cách tính nẹp. Nẹp này cho to bản bao nhiêu ạ? 2 phân đi nhỉ? Sao nhỏ vậy? 2 phân. Nữ ý nó phải là 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi à? 2 phân chỉ là trẻ em thôi. 2 phân rưỡi thêm 5 phân cái rồi. Chị đang mặc cũng là cái nẹp đấy. Của chị là cái áo kiểu thì nó phải đến cái đường gia quy phải là 2 phân. Chỉ nó thành 4 phân nhé. Chị thêm thành 5 phân này. Gấp đôi. Đây, 5 phân. Em chỉ mời cái tính nẹp nha. Đây là đường thiết kế hay là gọi là đường gì? Đường gốc. Đường gốc, đường tâm. Thế nẹp là 2,5 đi. Nẹp là 2,5. Thì đường giao quy sẽ là bao nhiêu? 2. Đúng rồi. Hay gọi là bằng 1, một nửa. Chúng ta cộng thêm 1.25 tới 1.3. Như này. Khi may xong nó vào trong một đường nữa phải không? Nó vào trong như này. Phải không? Cái nút làm ở đường nào ta? Chữ nó sẽ sống chính. À, nút đầu tiên cách cổ bao nhiêu nhỉ? Nam nữ rồi. Không biết luôn thầy. Sinh viên nam là 7 xăng, sinh viên nữ là cho em 10 xăng. Ừ. Từ đây xuống cho em 10 xăng. Đây là nút đầu tiên. Nút thứ hai thì tùy. Chỉ việc còn lại là 30 nút. Ví dụ như là thêm 2 nút nữa nhé. 2 nút nữa thì sẽ chia được mấy phần nhỉ? 2 nút được thì 3 phần. 24 chia cho 3 thì bằng 8, 16. Nút nằm ở đây mà nút nằm ở đây. Được chưa? Muốn hiển thị đây, nút đây. Này bé chơi đi nhé. Mọi người dễ hình dung thôi. Được chưa? Tức là 3 nút, còn nút này cài trên cổ trên cùng được không tính. Được chưa? Trên này nữa. Đây là nền thành phẩm. Thế cộng ở đây là cộng bao nhiêu ạ? Cộng cái máy nẹp liền đi. Tầm 250 là cộng thêm 250 gấp thêm một lần nữa chị. Gấp thêm nhất vào. Cách tính chờ nẹp là mọi người biết rồi đúng không ạ? Tức là nẹp là bao nhiêu thì đường chờ nẹp bằng 1 phần phần 2 bản nẹp hay còn gọi là bằng 1 một nửa. Ok ha. Thiết kế cứ thiết kế bình thường nhé, sơ mi cũng vậy. Tức là từ đây đây bằng một nửa bản nẹp đúng không? Lý nó nằm ở đây đúng không? Ok mặt thì cái này sẽ là cộng 1,25 nhé, từ đây đi ra đúng không? 1,25. Thế nẹp liền thì chúng ta cộng được mai là cộng một gì? Một bảng nẹp xong cộng với một đường, đúng rồi. Vậy bản nẹp chúng ta là bao nhiêu? 250. Thế thì chúng ta kẻ thêm một đường 2,5 nữa. 250. Em đã kẻ nữa hiểu mà sau này mình làm thì mình cộng trực tiếp. Đường may bao nhiêu? 2,5. Bao nhiêu? 1,5. Thang nhỏ thế à? Cũng được. Em đã cộng 1,5 nhé. Cộng chỗ này là cộng bao nhiêu? 1,5 cũng được. 2,5. Và cộng thêm ít nhất là 1 phần nữa. Tới 1,5. Cái này tùy mọi người nhé. Đấy. Đây là cách tính nhập liền nhé. Dây thì 1,5. Dạ. Mà làm mảnh mà gấp được thì 1,5 cũng được. Ví dụ như vải càng co giãn ấy, thì gấp càng khó phải không?
còn vải không qua giãn thì gấp dễ hơn đúng không? Tí nhé, ít nhất một phần, giữa cho em tùy ha. Thế thì cái này lên bao nhiêu ạ? Khoảng 2-3 xăng là vuông cho em. Phải không? Chút cuối nhà vào dư thì còn đi phải không? Cổ này cộng được mai cho em là 0.7 thôi. Nhớ ha. Rồi, để cắt ra này. Cách tính nhẹ tất cả là giống nhau hết nhá. Xong nhé, đừng quan tâm. Rồi, em thử cuốn nẹp nhé. Nẹp chúng ta sẽ cuốn thế này đúng không? Cấp một đường này trước. Xong các bạn này đúng không? Thật là thế là bạn này đúng không? Mí một đường ở đây đúng không? Xong bây giờ cũng được gọt này đúng không? Mà thôi em gọt nhé. Giả vờ gấp thôi, ok chưa? Còn chúng ta chuẩn hơn thì các chị nhớ bấm lên cho em, tránh trường hợp họ gấp được gấp lố của mình đấy, đúng không ạ? Họ gấp nhỏ thì cái em lại lớn, mà gấp lớn thì em lại bị nhỏ, đúng chưa? Cái này đang là tháng trước đúng không? Giờ phải làm thân sau, đây dừng phải làm thân sau nhé. Em lại kéo qua đây này, tạm thời bỏ thân trước qua này. Thân sau kéo xích vào đây. Em sẽ sao thân sau qua này. Cũng lấy khúc trên thôi nhé. Bỏ dưới lên trên. Bây giờ cắt này cắt từ đâu tới đâu ạ? À? Cắt tới đâu nhỉ? À, hay còn gọi là gì ạ? Khớp? Khớp sườn. Khớp sườn, vâng, khớp sườn. Thế thì 1 là chúng ta cắt trước, 2 là đo cái này cho em ạ. 8/9 đo từ đây đến đây, 17/ đúng. Nhớ đo từ đây xuống, từ nách xuống nhé. Từ đây xuống ạ, khớp sườn 17.9 ạ. 17.9. Thế thì kẻ thẳng như thế này. Xong rồi muốn nghiêng thì chích thước xuống cho em 5 ly. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ dùng thước cong thật nhẹ cho em nhé. Thế thì đây vẫn là con ly gốc của chúng ta. Thẳng nhé, nó thẳng lại. Và thân sau có phải thay đổi gì không nhỉ? Có phải thay đổi gì không nhỉ? Cái này là văn hả? Thân gì đây ạ? À? VC nhân mấy ạ? À?
hai bên mà. Đúng rồi. Cái này là một lớp đúng không? Phải đủ dày nhá. Thế thì cổ là em tăng ra vali mọi người nhớ không? Nhớ. Ừ. Thế còn không nhớ làm sao? Lại khớp vai. Đến đâu có thể nhớ về gắn vô chứ. Cũng được, thể nhớ rất dẻo. Khớp này cho em nhé. Thì chúng ta sẽ giảm ở đây đúng không ạ? Khớp tất cả là khớp cho em. Sau đó, cái này hôm qua của chị thì giảm độ bở đi nhỉ? Bữa giảm rồi thầy. Thực ra cái này mà trong một vòng cổ bình thường cũng không còn giảm độ bở đúng không? Ha? Cái này sẽ chỉnh cái cổ cho em. Đều ba ly cho em nhé. Đều ba ly cho em. Tức là phần này chúng ta bỏ đi. Được chưa? Tức là phải khớp cho em nhé. Đường máy xung quanh thì đây cộng với em 1. Sườn là 1,5. Eo là 1. Dây kéo là 1,5. Cổ là 0,7. Cổ đừng cộng to nhé. Làm cách thế này ra này. Thân sau để nguyên nhé, chiếc ly cho em. Thế thì khi chết miệng sao ạ? Chiếc miệng sao? Cắt. À, bây giờ em cắt. Để bù. Bù ly phải không ạ? Để bù ít cho em ăn nhé, ít thôi. Chỉ cho bù ly mà. Bù cho khuyết lại chứ hả? Không, mình sẽ bị giật cái tùng ở phía dưới nhé. Như này. Yeah, bây giờ em cắt ra này. Đây là lý do cắt dư. Và nếu em cắt bằng thì bây giờ em phải dán vào. Thế đây thì em làm sao ạ? Bấm dấu chiếc đúng không ạ? Bấm dấu chiếc. Và bây giờ em cắt cái phần này ra. Giờ mới xử lý thân trên cho em. Đây là thân trước đúng không ạ? Đây là thân. Thân sau. Hai cái này liền nhau thì phải dán lại cho em. Và mọi người để ý nhé, khi làm xong nhớ nách đây phải ra. À, hai đường tiếp giáp này phải tròn, không được gãy. Không được gãy. Kể cả cái vòng cổ bên trong các bạn này. Nếu nó tròn thì mọi người chỉnh cho em nhé. Nhớ chỉnh sang cho nó tròn. Được chưa? Tròn luôn nhé. Như vậy. Rồi, thế mọi người đã xác định cho em này. Cái này em mới nói mọi người đây này. Cắt cái này ra. Thế thì từ đây này, em cắt xuống khoảng 4 phân, từ 4 phân rưỡi nhé. Là đường này. Này nhiều hơn ít hơn ạ? À? Nhiều. Đúng rồi. Rồi, mày sao cho nó giống hình này. 5 phân rưỡi tới 6 phân không? Em cho đến khoảng 6 phân rưỡi. 6 phân rưỡi tới 7 phân. Tùy mọi người đều được. Sau đó mọi người kẻ này cho em đúng không? Nối hai người lại. Phải không ạ? Cái này cắt canh vải ngược lại này đúng không? Vải của chúng ta đang là vải diện. Vải sau cái này. Nhưng cái này là vải cắt vải như này đúng không? Vải trên hình như vậy không ạ? Được chưa? Thế thì cái này vậy, mọi người xuống cho em từ 3 tới 3,5 ở đây. Em đang làm khoảng 3,5. Từ 4 đều được, tùy mọi người cắt cái này nhé. Thế thì cái này của mình đang xuống là bao nhiêu đây? 6 phân rưỡi thì cái này phải lớn hơn nhé. 7 phân rưỡi tới 8 phân đều được. Em cho 7 phân rưỡi nhé. Sau đó nối lại với nhau cho em ạ. Như thế này. Cái đơn này mọi người có thể thay đổi cho em nhé. Như thế này. Sau đó dùng cây kéo cắt này ra cho em.
Được chưa? Đường canh sợi của bạn này như vậy, nhưng đường canh sợi của thằng này thì phải làm thế này đúng không? Đúng không nhỉ? Giờ cắt ra nhá. Cắt ra này. Cái này phải bỏ đi ạ. Trước khi cắt thì em làm cái đường vẽ cút cho mọi người dễ hình dung đi. Đường bộ cút này ạ? Đấy, và đó rồi là chiếm 1 phần 3 từ nách vào. Phần này là 2 phần. Lá cổ đã che mất. Thế thì từ đây vào đây này. Đo cho em nhé. 1 phần 3 cũng chiếm 1 phần 3. 13 phân chia 3 mấy ạ? 4 phân thôi, 4 phân. Cho 4 phân rưỡi nhé. 4,5 ở đây ạ. Có lẽ nên cho khoảng 4 phân thôi. 4 phân ạ. Vậy phần trong của lá cổ nó che nhé. 4 phân ạ. Gồm cục tẩy ấy. Này mà em tẩy kém nó chỉ được mau hết các bạn. Em đang còn cục. 4 phân. Thế thì cái này bỏ vào đâu ạ? Đóng con ben này chuyển lên đây đúng không? Cái đường này mọi người phải cong cho em nó hài hòa thì được nhé. Đúng không ạ? Cái đường nối này chữ phước hình đúng không? Con ben này ta đóng lại và chuyển lên con ben này. Chị chưa học đóng mở. Vâng. Khó hình dung. Rồi giờ cắt nha. Cái này em sẽ ghi lên cho mọi người này. Cái này là vai. Nhân mấy mọi người nhỉ? Nhân 2. Đúng rồi. Giờ cắt này ra ha. Cắt này rời ra này. Thế cái chỗ này làm to ra như thế này được không? Được mà. À, được hả? Không sao. Tùy hãy. Thế mà sao mà? Tùy. Hình như xuống tay dưới này cũng được không? Ừ. Cắt này luôn à? Xuống tới dưới là giống. Được mà. Cắt này ngang được không? Giống như vai của thầy đó. Cắt ngang được không? Được luôn. Được chứ đâu có sao. Thứ nhất là Daniela không nhìn thấy cái vai sau của nó. Tại chỉ có thể lên chỉ tìm cái hình ảnh này. Hiểu không? Một là chỉ cắt giống thân trước. Hai là chỉ cắt ngang thế này. Thì đây là giống cái đô áo ấy, hình dung không ạ? Đô áo sơ mi đây này. Giống của thầy đó. Đó mà là không giới hạn mà. Đúng không ạ? Nếu muốn thế nào? Không có như thế kia. Ok ha, thì cái này sẽ dọc tất cả đây là dọc hết thì đúng không? Thế nhưng mà cái này thì không nên cắt tới đây trong cái mẫu này. Bởi vì xem nào. À cái này được luôn, cũng... được luôn. Vai cái đô nó cũng là cân phải như vậy, nó cũng cân phải vậy mà. Được mà. Trong trường hợp này là không được này. Nếu như cái sọc này nó nằm tuyệt đối ở đây. À cái này căng thẳng vai à. Thì cái này hơi xéo một tí ạ. Cái này sẽ là thẳng tuyệt đối nhá. Thì cái này vẫn hơi xéo sọc một tí ạ. Hình dung nào. Thế này em cắt ở đây, hay là chỉa vào đây thì đẹp được ạ. Chỉa xuống cổ này nhiều hơn. Hay chỉa xuống đây, hay chỉa xuống đây đều được. Được chưa? Nhưng mà một là vào cổ, hai là ngang. Chứ cắt ở đây sẽ bị xéo sọc đúng không? Cắt cái này cho em nhá. Cái này sẽ là trước, cái này là cổ sau. Được chưa? Rồi bên này em bỏ qua này. Em không quyết định đến này nữa thì em xóa này đi nhá. Đây là thân sau, được chưa? Đây là vai. Đây là thân trước. Bây giờ các cạnh dưới, cạnh trên ạ. Dưới. Cạnh dưới. Sau đó chị đóng này lại cho em ạ. Ly có vấn đề chị bắn nhá. Dạ. Sau đây một tí, cạnh dưới đang dành của Ly đấy. Ly một tí, sau đây một tí. Thế thì bây giờ đóng này chị mở cái này cho em. Nó đang tạo khối nè. Thế thì bây giờ em sẽ cắt cái này ra. Như vậy. Bên sườn nó chuyển lên. Lên phần vai này rồi. Ok ha. Thế cái phần này muốn đẹp ấy thì em sẽ vẽ cho nó cong nhé. Em sẽ vẽ cong này. Hiểu không ạ? Còn phần bên này ấy, thì mọi người lại đánh cong một chiều cho em nhé. Từ đây luôn ạ.
Như vậy cắt từ đây lên đây à? Xem cua ra cho nó cong mà không gãy nhé. Được chưa chị? Phần này này khớp với phần này cho em. Vậy cái phần này có giữ không ạ? À? Bỏ. Bỏ. Thế thì mọi người sẽ cắt bỏ này đi cho em. Xong rồi đấy. Cái này là văn thân trước cúc sườn hả? Không, không cần cũng được. Nhìn biết rồi. VC nhân mấy ạ? Nhân 2. Cái này cũng là văn nhân 2 thân trước VC phải không ạ? Nhân mấy ạ? Nhân 2. Cái này chị ấy hình dung không ạ? Xong rồi ha. Học xoay chuyển ly là cái này sẽ dễ hiểu hơn phải không? Vâng, hiểu rồi. Chị chưa xoay. Chị chưa được xoay. Chứ không phải là giờ cắt cái này ta chỉ xóa cái ly không phải nhá. Phải đóng cái ly này chuyển lên đây ạ. Chị có máy cúp vào rồi chưa? Rồi. À, nó như vậy, cũng cong cong như vậy phải không? Nèo à, thì xong thân trước chưa? Rồi. Xem. Để làm trong ít phút. Thế chị cầm thì quay như thế nào ngoài kia. Nói thiệt cái chất này à, chứ sao. Nhưng nếu như mình dán này lại đây thì hầu như là mình cũng phải chuyển lại vào đây. Nó vẫn là một mà. Vâng. Đúng không? Tất cả nó là một mà. Thì gọi là gì? Gộp ly nhá. Thì cái thằng này khi may xong có phải như vậy không ạ? Cái này nối vào cái này. Và xong cái này nối vào cái này phải không ạ? Có chỗ nào khó hiểu không? Chị thiên xoay. Chứ bỗng dưng mà giờ bỏ đi thiết kế này em không biết thiết kế nào rất là lâu, ngắn rất là khó. Hình dung là chị vẫn có phong chuẩn, chị vẫn phát triển ra cái này được. Nhá. Ok ha. Đấy, cái này xong phần trên. Xong phần trên. Các bạn có phải làm không? Không cần phải. Thực ra mà cái này bỏ đấy đi cũng được phải không? Thích thì đeo, thích thì thôi bỏ đi nhé. Đấy, cái đấy nó làm kiểu mà. Phụ kiện, trang trí nhé. Phụ kiện, trang trí. Thế thì... Mình không có quay đâu. Tại vì thấy mặt tay quá. Đi đấy thì... Thế là chị phải chịu được. Rồi, em sẽ chỉ cho mọi người làm cái phần dưới. Phần dưới này hơi phức tạp. Thì em cứ đang trước thế. Đi to nhất tặng nhiều thì. Vâng ạ. À. Hơi phức tạp. À, cái này mà kiếm cái vải không phải sọc máy nó giống không? Rồi, cảm ơn chị. Đây, chứ vẫn. Nhưng vậy cũng không đủ. Dập luôn. Dập nguyên tờ luôn chứ thầy. Dập thì dập. Dập thế này. Tại sao thay bồng phải giảm vai nhỉ? Sao phải giảm thầy? Để cái tay nó to hơn. Cái tay nó leo lên vai.
Nếu chị để bên đây nhúng đây thì nằm xẹp cũng mất tay nhá. Chứ không phải để giữa đường bay này đâu. Không nên là chị buông tay ra, chị thả hai cái tay xuống, thả hai tay xuống. Đó, chị sang sờ em phải đầu vai nằm ngoài không? Hình dung nào? Chứ mà để nguyên như vậy làm tay nhúng là không được nhá. Vai nhiều quá lại. Đúng rồi, còn nếu không chị làm rất là sẽ nằm rớt ra hết bên này. Và cái bắt tay chị nó nhúng nó không nằm đấy nhá. Còn chị là nhúng kia gọi là tay ấy gọi tay gì? Tay bồng. Tay đèn lồng. Đèn lồng không? Ở dưới ôm kìa. Giữ nó phình ra tay đèn lồng đúng không? Thế là hôm nào cũng hồng tay này. Có. Thế thì cái đấy của chị mới làm ấy thì nó phụ thuộc vào cái độ nhúng của chị trên nhiều hay ít. Nếu như cái áo của bạn Trang áo dài qua ấy cũng là nhúng dựng không? Thì giảm cho em phân rưỡi. Của chị thì giảm 2 cm tới 2 cm rưỡi. Chứ không phải là tay nào mà chuẩn bị chung được nhá. Tay nhúng của chị là nhúng, của chị là nhúng luôn này. Có người gọi là tay bồng phải không? Thì giảm vào cho em 2 cm tới 2 cm rưỡi. Chắc 2 cm rưỡi. 3 cm. Hình dung nào? Nó phụ thuộc vào những nhiều hay những ít. Hình dung được rồi đấy. Nha. Cứ để người trong một rớt hết xong bắt. Giờ nằm không dưới nè chị ha. Bắt đầu này. Ở đấy là em cắt tới eo. Đúng không ạ? Hiện tại em cứ sao tới eo trước đã nhá. Em đặt cái đây em sao tới eo ạ. Đây là gối, đây là mông, đây là đùi, đây là đầu ly. Giờ em vẽ lại con ly này. Em cần phải là đùi lại đây. Được chưa? Hai cái này thì mình là bất đối xứng phải không ạ? Cái tùng ấy chị hiểu bất đối xứng không? Tức là hai bên không giống, không giống nhau là bất đối xứng. Thế thì chúng ta phải lấy dấu cho em rùi qua bên kia, ta sẽ ly bên kia nữa ha. Em xác định phần trên này lấy eo ấy, chị nhớ cái chỗ này cho em ạ. Em cắt sâu xuống phần giữa ấy. Em sẽ lấy phần sau rồi chị cứ tìm trước đây mà. Nhưng mà thân chất này không cần xa xuống cho em 5 ly nhé. Cắt đều cho em một phần này. À phần rưỡi này. Tức là eo vị trí mình đây nhưng đường can mình thấp hơn phần rưỡi. Thì bây giờ chị cũng phải lấy xuống phần rưỡi. Không nó sẽ bị dài cái đầu. Được chưa? 1,5. Được chưa? Thế chiều dài là lấy nào nhỉ? Bao nhiêu ta? Đây là gối này. Tới mắt thì bao nhiêu ạ? À? À. Tới mắt cá. Tức là nhân đôi nữa. Chị muốn mặc tới đâu? Tới mắt thôi. Thế thôi à? Được gì? Tới mắt thôi. Thế thôi à? Vâng. Ok. Thế thì kẻ ngang nó cho em. Được chưa? Đấy là vị trí tại sao mình có cái vị trí này đấy. Cho mình dễ căng. Nhưng phần dưới thì mình không ôm y chang như vậy. Ra cho em 5 ly tới 1 phân. Được không ạ? 5 ly. Sau đó đồ lại cho em cái đường sườn nhé. Đồ lại cái đường sườn này. Từ cái đùi nhé. Nghiêng ra ngoài cho em. Và hút từ trên xuống cho em. Hút nhẹ nhé. Mọi người đo cho em cái này nhé. Cái này đang là 20. Thì ở gấu không được lớn hơn. Nhớ nhé, không được lớn hơn ạ. Em giảm 5 ly. Cái này có phải sang bàn không? Có hả? Không được không? Bởi vì nó đã vuông. Vuông không ạ? Ok chị ha. Rồi em bắt đầu cắt ra này. Em bắt đầu cắt ra. Cái tùng này là cũng hơi nhiều bước nhá. Em nói trước một lần hơi nhiều bước này.
giờ thì em bung ra này. Đó, nó ôm rắn như vậy phải không ạ? Nó ôm từ trên xuống dưới ạ. Ok ha, từ đây là thon dần. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ, em sẽ vẽ lại cái ly này. Em bấm á. Bùng là em sao lại hai con đi qua bên này. Rồi. Cái này thân trái nó có phải hay phải nó có trái hả? Phải đắp qua trái. Cái phần kết thúc đắp nó nằm ở đâu ạ? Gối. Gối cơ ạ? Gối trên gối. Trên gối. Gối nằm đây nè. Đây là mông nằm ạ? Mở cái mông một xíu. Đây là cái gì? Trên gối chắc người sang. Đây là đùi phải không ạ? Mông này, đùi này. Cái này nó nằm ở phần hông, dưới mông nhưng mà trên đùi nằm ở trên đôi này. Mông là vị trí lớn nhất đây phải không ạ? Vị trí lớn nhất đây, đùi nằm ở dưới này, nằm đây vào cao một chút ạ, nằm đây vào cao một chút ạ, được chưa? Là dưới đây này, dưới cho xuống khoảng 8, 9, 10 cm, tức là từng bông xuống này 9-10 cm nhé. Thế thì nằm ở bên kia thì sao ạ? Rồi, bằng cắt vát nó này. Vẽ 2D nhé. Mọi người đừng quan tâm với sếp kìa nhé. Đừng quan tâm với sếp nhé. Đây là giữa. Giữa thân. Được không ạ? Thế thì cái này không được vẽ vào giữa là hở rất là nhiều. Chia đôi ra cho em. 19 thì là 9.5. Em lấy từ trong là khoảng 8-9 sao. Ok ha. Sau đó mọi người đánh xéo cho em này. Em lấy 8 đi nhé, lấn vào 8cm. Và mọi người lưu ý cho em cái này ha. Khi nó mặt hở như vậy thì đừng vẽ hở như vậy. Bởi vì khi nó mặt nó căng ra mà nó chụp hình đến đôi chân ra nó sẽ bị hở. Còn mình mà làm hở như vậy chúc mình mặt lên nó tóc mát này nè. Rồi, thế còn lớp trong nó nằm ở đâu? Đây phải là sếp này, đúng không? Thế còn lớp trong đây là lớp chính đúng không? Lớp chính. Thế còn lớp lót? Giống như này luôn. Hai cái đối lập. Cái này nhỏ hơn. Cái này, đây là mông ạ. Chiếc dưới mông cho em nhé. Bao rộng nằm dưới nhé. 5-6 cm. Lót nhé. Cái này phải lớp lót hay phải lớp trong đúng không? Lớp bên kia. Thì lớp bên trong quá. Thế thì cái này lại nằm ở bên này. Đúng không ạ? Cái lớp đó này để cong cho em nhé. Hỏng thật ít cho em thôi nhé. Hỏng thật ít thôi ạ. Mặt cái nó hở ở đây, nhưng nó mở ở đây. Mặt cái phần nó căng ra, hoặc cái chụp này nó sẽ đưa cái chân trước ra phía trước. Đúng không ạ? Thì cái phần này nó nằm ở đây. Đây là xong 2D. Em làm luôn thân sau nhé. Cho dễ hình dung ạ. Làm luôn thân sau. Chúc cô biết làm ly hả thầy? Chưa. Chưa thấy cũng đấy. Đấy em chia ly trước cho này. Để vẽ dễ hình dung này. Mấy con ly ạ? 1, 2, 3, 4 con ly hả? Có 4 con ly không? 1, 2, 3, 4 con ly. 4 con. 4 con được rồi thầy. 4 con thì chia mấy phần? Nam. Đúng rồi. Thì đâu này còn lại cho em bao nhiêu đây ạ? 27/5 bằng mấy ạ? 5, 5, 25, 26, 27 phải không? Con 5, 5, 25. Phần dưới là lớn nhất nào? 4, 5, em cho 6 phân. Có phải phần dưới là phần lớn nhất không ạ? Cái khoảng cách từ mép lên đây là hầu như lớn nhất ạ. Em cho 6 phân nhé. Phần trên cùng em cho nhỏ nhất. Từ bên đây là 6 phân này. Con tiếp theo cho khoảng
5:30. À, 5:30 nữa. Mà 5:30. Con trên sẽ là nhỏ nhất phải không? Phải phần trên nhỏ nhất không ạ? Từ cái con xích ly đó, tên eo á, là nó nhỏ nhất á. Ok ha. Rồi, con ly đầu tiên này nó kéo xuống đâu ạ? Xuống đùi à? Đây là một con đầu tiên ạ. Thế thì con này mọi người chia đều cho em nhé. Từ đây lên đây là bao nhiêu ạ? 37 ạ? 37/5. 46, nó bao nhiêu con rồi? Ừ. Bỏ phần này vào. 37/4 là mấy ạ? Chia đi nhỏ đi. Mấy? 6? 3, 8 8, 4, 3, 6 9 phân. Chín phân. Cái phân này có thể là 10. Phần dưới lớn nhất nhé. 9 là đây. Có thể chia đôi nữa. Phải không ạ? Con thứ 2 chị nằm ở đây ạ. Con thứ 3 chị nằm ở đây ạ. Và con thứ 4 chị nằm ở đây ạ. Được chưa? Ok hả? Lát hai con này phải đóng lại nhé. Mà hai con này thì tập trung một hướng này. Thì cả hai con này chuyển vào con này cho em. Còn 1, 2, 3 con này phải mở không? Mở thêm. Em mở vẽ 2D nữa nhá. Rồi. Thế thì ở đây em sẽ lấy thế này. Em đánh vào cái đằng sau. Hãy dừng dừng dừng. Để xem nhiều. Cái đấy tùng trước này, tùng sau này. Chị. Ừ. Chị không có liền. Tùng trước là chí, tùng trước. Cái mỏi tay đúng không? Rồi em sẽ sao cái này ra. Em sẽ sao này ra. Em cũng làm y chang như tuần trước ạ. Để hai đường can eo này bằng mép giấy cho em nhé. Như vậy. Được chưa? Đây là ly nhé. Đây là ly. Ngòi phải không? Mỗi lần thay là mấy cái ngòi? Mỗi lần thay là mấy cái ngòi? Không biết. Ngòi thôi. Ngòi thì nó đựng được mấy cái chị? Năm cái này nhiều. Nó đựng được mấy cái? Cái kia ngòi tới 2 chấm mà. Hoặc chục ngòi à? Chục ngòi thì bằng khoảng độ mấy cái bút chì? Một cây khoảng 3 ngòi này à? Cái bút chì nó khá dài đúng không? Một ngòi mình như vậy thôi. À, 3 ngoài này mới bằng một cái bút chì à? Nè xem một... Em đang mỏi tay thầy. Thầy quay còn mỏi đừng tay đừng có đi lạc đề nữa. Ý chị bảo đừng có đi lạc đề nữa. Cái này thì em giảm bao nhiêu ạ? 1.5 thì trừ cho em 1.5 ở đây. Được chưa ạ? Phần này là phần... Vâng ạ. Bấm này là bấm gì? D. Con này cẩn thận cho em đúng không ạ? Con này tua nhanh nhau đỡ mỏi tay không? Thế thì cái phần này nhá, mọi người nhớ cho em ở đây là thêm 5 ly. Thì thằng này đo bao nhiêu đây ạ? 21 thì thằng này sẽ là bao nhiêu ạ? 25. Vâng ạ, 25 hoặc 20 đều được nhá. Nhỏ hơn nhá. Thế còn sườn hàm dài bao nhiêu? Bằng. Cho em mượn cái đó thì em vẫn làm được. Ok. Khớp này cho em nhá, này gọi là khớp sườn nhá. Y chang như thân trên thôi ạ, đặt vào đây. Xoay ở đây ạ. Lấy cái bút xoay tiếp ạ. Xoay tiếp ạ. Ông tới đây thôi hả? Ngắn thế hả? À. Tới bác, ông xin lỗi. Đây, em sẽ kèm cái này.
Sau đó cái phần này nãy mình nhấn quất thêm một tí con nhớ không ạ? Xong ạ. Phần này kẻ gì? Bây giờ cái máy mang lên cái gì? Cái gì em? Bây giờ các bạn lấy máy mang lên trước thì đang làm gì? Bây giờ bọn em dọn hết ở trên. Dọn sạch sẽ. Máy mang ở bên ngang. Không, cái này em bên kia kìa, bên kia trước kìa. Ừ. Anh có thể điều phối được không? Bên ngang. Còn đấy bên nghiêng nó bị đổ dầu nhé. Bây giờ phải bỏ dầu ra chứ. Không cần. 400 thanh niên mà. Tức là máy không được bị nghiêng như vậy mà bây giờ gần như thăng bằng. Nhưng mà vấn đề chắc cái máy là được mà thầy. Chắc cái máy là được mà, bê cái chân thôi. Cái máy vẫn sẽ tháo đi. Cũng được mà cái chân ấy. Cái chân thì cũng phải để cái bàn tạm để nghiêng. Chứ không để nghiêng cho nó để hẳn. Mấy giờ em hóa lại 12 giờ. Gần 12 giờ rồi. Em đi vệ sinh. Nhớ chứ, xíu nữa tự mình làm lại mà. Nhớ phải chỉ. Buổi chiều là mẹ thế này đó. Mình chuyển cái đồ lên trên phòng trên kìa. Chắc cũng được, nhưng buổi chiều mình làm lại. Nhanh mà. Ăn cơm nhé. Ok. Mới có kịp ăn cơm không nhé? Ủa, tự nhiên chụp hình luôn rồi. Đây, chân sau con cần làm gì không các chị? Cơm. Đúng rồi. Chân sau để nguyên nhé. Có cần xẻ không ạ? Không. Thế sao ạ? Không, chắc xẻ rồi, chứ chưa xẻ này. Trời ơi, giỏi quá. Rồi, để cắt ra này. Buổi sáng được nạp năng lượng. Bạn này nghiêng cho em, thực ra cái này chúng ta chiết song song. Không cần bù nhiều nhé. Vẫn chen nó khoảng 2 ly. Cạnh này. Đây vẫn chưa có đường may nhé mọi người nhé. Đây chưa có đường may ạ. Chưa có đường may. Thay vì xếp bù thì em hiểu được em kẻ luôn đúng không ạ? Nó cũng giống nhau nhé. Giờ cắt cái này qua đây. Tên xin ra cái dòng nào để đặt tên cho em nhé. Canh theo đường này thẳng cho em nhé. Chỗ này không thẳng nhé. Nó là gãy. Gãy lưng.
thân sau liền. Nhân 2. Này bấm dây kéo. Cộng đường may đây là 1. Dây kéo là 1,5. Sườn 1,5. Gấu. Gấu tỳ hỷ đi. Nếu mà xè xè đó may, nếu mà to có là sao. Tùy bạn đó. Chỗ hỏi vậy đó. Rồi, làm sao này ra nhé. Làm sao này ra. Cái này cắt là hư phải không ạ? Cắt cây phải để hư cây trái, mà cắt cây trái thì hư cây phải nhé. Cho nên chúng ta phải sao đây? Sao lấy cái phần dưới thì không lấy cái đó, lấy lên nha, dễ nhớ. Chị muốn cắt không? Cắt bỏ nhé. Không, nhưng mà... Đúng không? Cũng bị thiếu. Ý là em là muốn lấy cái thanh này lại sao cái miếng này lấy phần dưới thôi, không trên bằng điểm như... Nhưng mà lấy qua kia cho nó... thuộc bài. Để bằng trang nhé. Sao xung quanh. Bây giờ chúng ta lấy cái thân dưới. Thân dưới nhé. Thì lấy từ đây phải không ạ? Vẽ như này là thân dưới phải không ạ? Mọi người muốn vẽ nhanh thì con thứ tư là đè giấy cho em nhé. Cái này không cần đúng không ạ? Em thấy tại mông à? Đây phải không ạ? Bây giờ mới biết cái này là có tác dụng ạ? Ok. Ủa, anh hứa bệnh đi được xài rồi. Trời ơi, mua được bữa này. Hôm bữa này chưa được xài. Hôm bữa tặng cái mua gì nhỉ? Được chưa? Dễ thương quá. Đúng không? Em bỏ ra được rồi đúng không? Ủa, cái nó tặng ở đâu? Mua ở đâu? Chưa, thầy từ. Để người ta bán rồi, trời ơi. Chết tiêu rồi, em không lấy dấu cái ly rồi. Dấu ly là mọi người cũng có thể sang. Này, này, nếu mà trong thì không cần phải chút đâu mà chết thôi. Để chẳng có đồ dư. Ồ, cái này phải chết được. Thì món xếp cũng xếp không được à? Xếp được. Bên ngoài thì vẫn chiếc bình thường, nhưng bên trong mình không cần phải chiếc vậy. Cái này nhá, à. Em muốn giúp mọi người cái này, mọi người bên ngoài là xếp tặng tặng nếp rồi đúng không? Bên trong chiếc cho em. Chiếc thôi, trong chiếc xếp thôi chứ. Chiếc luôn ạ. Chiếc nó không chiếc cần. Chiếc thằng nó không bị thấy ra, trong ngoài nó xếp rồi. Thì cái này em sẽ đặt tên cho cái này. Phải không nhỉ? Cái này án ở ăn và ân văn. Gì ạ? Dưới, sau dưới. Thần trước chứ ta. Thần trước dưới. Thần trước trăng. VC nhân mấy à? Một. Xong rồi ạ. Nhớ xếp bù ly cho em nhé. Em cắt thành phẩm thôi, nhớ bù ly cho em. Hoặc là xếp xong mới cắt đó. Đừng để nó gãy giật cái tùng. Được chưa? Đường may xung quanh chỗ này cũng cộng là 1, phẩy. Trên này cộng là 1. Sườn cũng 1, phẩy. Chỗ này một thôi nhé, bắt sổ trong may vào cho em nhé. Gấu là cũng cộng dấu hỏi được không ạ? Hỏi phải giống nhau hết. Cái này nếu mà cầm bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái tùng tùng là em thì thích có sổ mày nhiễm dễ. Cái này sẽ đẹp hơn nhanh. Cái này mọi người cuốn cho em nhé. Nhưng mà mình cuốn thì nó đẹp hơn, tại vì nó có cái độ may nè, nó hở được bắt sổ ra. Cái này lớn xíu cũng được. Tại vì trước hở rồi thì sẽ nhìn thấy line sau đúng không? À. Cuốn lại cho em nhé. Em có cần em cắt không? Có thôi. Thôi, cắt đi. Ok. Có nhìn thấy được này không? Thấy. Được rồi, lát sẽ tự tặng cái này. Thế nó hay quá mà. Chứ vẽ này nó cực, hiểu không? Nhá, mọi người cực luôn. Cực mà nó không cắt có đúng ạ. Chứ chắc là đúng rồi. Xong nói từ lấy giờ, công này sẽ dùng từ lấy giờ. Ok xong nha. Đưa cái thằng này đây này. Giờ này sao cắt hay cắt là mất tiêu nha. Vâng. Cắt nha. Vâng. Thế sáng được mà. Rồi.
cắt bỏ cái này đúng không? Cắt bỏ cái này từ đây. Nhưng còn sợ nhiều quên bài thì để nguyên cái này sao? Giống như mai kia sẽ đi mà đừng có lột ra nhé. Thì này nhớ. Nhớ rồi, cái này sẽ không nhớ đó rồi. Cái này nó là quan biết ở bên cái máy học cốt máy nó có nha em.
chưa nhiều mà. Kiểu nguy hiểm ấy. Nguy hiểm. Trời ơi, thế này, thế này. Này tờ mới hả? Hay là dán? Thôi mình xoang nhé. Xoang. Cái này chị ấy nâng lên cho em. Đúng rồi. Mét đầu. Em định hình cái này trước nhé. Trên này. Vâng. Chúng ta sẽ dán lại. Em cứ xít qua này thì đấy. Mình cùng ngoài lưng nhé. Con này của cái chị. Em không thích điều này. Dây hàng kia này. Không phải chung dễ quá. Không, con dưỡng đủ thôi, mình đấy tới là đủ mà. Đúng không? Rồi, con này cho em bao nhiêu ạ? Con này không dưới 60 cân nhé. Với cái nếp rất là lớn nhá. Từ đây đo ra cho em 63 phân, em cho 7 phân ạ. 7cm. Con này cắn đứt và con này di chuyển rồi đấy. Con này êm chưa ạ? Như vậy. Hồi thấy cái chữ còn trong nè. Không hồi khóc nó kêu. Chữ gì chị? 7 phân kia. Ok. Con này tiếp tục. Dạ nó hơi bự. Bự hả? Nó xếp vào như vậy à? Nó tạo đếp cái bằng không luôn. Không. Không bự. Đây. Nó không qua tới sườn được đâu. Ta tặng đấy mà. Chị làm giỏi. Chị làm dưới 5 phân ấy. Còn có 3 xăng lưỡi. Chị làm dưới 5 phân ấy. Không tặng hết rồi. Có ý là nó to rồi nó. Cái áo nó qua tới sườn. Cái xếp này nó qua tới sườn. Đúng rồi. Tức là tặng hết cảm giác con kia này. Cái này nó qua tới sườn mà. Đúng không? Đây chút cái này nó tự nó cảm giác chỗ này nó phẳng ra. Nó qua tới sườn bên kia. Con dưới này chị làm lớn hơn nhé. Dưới đây thầy ơi. Dưới làm 8 phân. Em chưa ạ? Bạn kia của chị đâu? Tại sao không phối hợp nhỉ? Hôm qua bán một cái rồi. Bán rồi à? Bán một cái rồi. Bán cho cậu ấy đó. À, hai con dưới này là con hai con dưới là to hơn cho em nhé. Mày nó nằm lại được. Cái đường này nó dài hơn đường trên này. Nhé. 10 phân này. Không, 8 xăng. 8 xăng thôi ạ. 8 xăng, 8 xăng rưỡi. 8,5. Nên là 7. Để cái này em xem nhé. Cái này mặc cái bàn này mà mình che bụng nữa. Dinh rồi bản đây. Con hãy tạm con sữa cho em nhé. Bởi vì đường càng dài ấy. Con tạm lấy cái sữa lẻ đi. Cố lên, sắp xem rồi. Đủ à? Đủ à? Cái này xếp từ dưới lên hay từ trên xuống các chị? Dưới lên. Xong rồi nhé. Người đến nguyên cho như vậy. Rồi, chiếc này ra. Nghe xong rồi không? Xong rồi này. Cất nhẹ này ra. Để xếp cho dễ đó. Cái này vậy nhé. To, rất là khó. Thế còn phần này sao? Đây là gì hả? Tâm. Khi kể đường này cũng nhớ bù góc cho em lên 2-3 ly nhé. Đừng để cho nó gãy á. Ví dụ em đang để ở điểm này. Đường may em chỉ kéo đều lên thôi. Thì đường cong nó sẽ tỉ lệ thuận với nhau. Phải không ạ? Điểm này em đang để ở điểm 30. Em đập ngược lại bên này cũng là 30.
30. Xong rồi em kéo đều lên đây nè. Đó. Tức là mình tính từ đây lên đây, không còn tính chỗ này nữa nhá. Bỏ ở đây đi. Rồi cái này, vật này, em sẽ cắt bớt đi này. Thật sự là cộng cho em bao nhiêu nhỉ? 1,5. Tay này bù cho 1-2 ly, đừng để cắt đi trang vậy nhá. Đừng để nó gãy, đéo ngoài. Thế thì chúng ta sẽ bù cho, à, ký hiệu cho thở, manh mẫu. Nghe là hiểu được không ạ? Nó sẽ không hỏi được mình vậy, từ chỗ này. Mình xếp ở đây cho em. Không chỉ được xếp này nhé. Nếu mọi người kẻ thẳng lại, nó sẽ không có toàn đồ cong, để ghi lại cho em. Chỉ cần xếp chỗ này, và cắt này đi thôi, ở trong mặc kệ nó nhé. Đến cắt bên ngoài nhé. Đây là do xoay chuyển, cho nên bị sao mới đi từ đầu nhé. Đừng đường cong, mọi người đừng ghép vào nhau nhé. Đang là đường cong. Qua là bốn thẳng, bốn bằng nhau thì các mọi người kẻ thẳng. Nhưng kẻ thẳng lát nó sẽ không có gợn sóng cong nhé. Rồi, phần sườn này, vẽ lại cho em. Cong vậy mà ta sẽ đổ, đừng là cong nhẹ, nó đổ lên xem. Được chưa? Làm cách mình ra cho em nhé. Để nguyên là không, không lột nhé. Em để nguyên mà không lột. Chỗ này phải làm gì nhỉ? Chiều này mình có nhà mới hả thầy? Thôi là vẫn ở đây. Chiều có nhà mới chứ thầy? Không có lên, đi đâu mà mới? Tính lên trên tính. Không, khi nào cho chị may lên trên may. Lên trên cũng được, họ cho thoải mái không sao đâu. Lên trên. Em bấm dấu nhé. Chị thì nhỉ. Chị Phước cũng là có hiểu không? Mọi người hiểu, hình dung cái nào không ạ? Sơ sơ. Châu sơ. Giỏi rồi. Sơ sơ là ngon rồi hả? Đó hiểu là được rồi. Thực hành là hiểu liền. Xong cho hai chị phối hợp may nhé. Chị Phước với chị Văn. Ok, đây tự cộng may cho em được không? Vâng. Em dừng nhá. Em dừng đây này. Dừng ha. Rồi, dừng. Để đi ăn cơm. Đó, thế là cái của chúng ta xong nhá. Cái này xếp xong. Nó dừng lại thôi chứ vẫn ngứa tay lắm. Bấm tâm cho em nhé. Còn hai cái đi là đóng rồi, không có ý nghĩa nữa đúng không? Còn bao nhiêu bà? Thấy cuốn. Tùy ý đấy chứ hỏi đâu cho em nhé. Ngày cặp 1,5 này.
ba cái bút chì đấy. Đó. Mấy cái góc này nhá, các chị để ra lùi ra che. Đừng để nó lẫy á. Một góc này, nhìn cả đang to hơn thằng mặt. Rồi em đẩy sang một lùi 1-2 ly để cho không gãy. Cái này còn bao nhiêu hả? Sen có cái nào tiếng nhanh không? Thực ra hai mình thức là một sen. Mà đưa vào đây nhìn không ra. Ba và thức kia cũng là sen luôn. Đúng rồi. Đó là 3/8 phải không? 3/8. À. Ở đây không ai một đơn linh cơm hết á. Ở đây nhỉ. Rồi. Cái này em sợ thế nào các chị? Dọc. Cái này cho em nhé. Phần trên thẳng. Được chưa ạ? Xong bây giờ chúng ta shape lại. Cho em một cái thân kia đâu rồi? Thân trước rồi. Trước tên này. À, chưa cắt luôn. Chưa cắt luôn. Cái này hả? Vâng. Này chưa xếp phải không? Thì chưa cắt. May xong chỉ hở xíu thôi, nên xong cái chị mặt sẽ há ra một chút. Được chưa? Ok ha? Vâng. Xem. Kim cơm này. Chiều phát triển mà mạnh. Xem kim ngữ. Nãy em có chỉ mọi người xác định tay rồi đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm tới đây hả? Ngang ngực. Đây, cảm ơn. Cái này là tay sau đúng không? Tay sau này. Cái kẻ nguồn nhé. Tuy nhiên cửa tay không bao giờ được làm mà ngang, hình như là từ cái tay này cũng khá ngắn. Ok, tay ngắn ở đây thì chỉ cần mọi người phải sập cho em nhé. Cái này thì chỉ cần sập thì giảm cho em mấy ly đây cũng được này, 5 ly cho em nhé. Và chỗ này đánh cam trên một phần nhé, và đánh rìa cờ âm cong. Mấy bao nhiêu à? Phân rưỡi này. Con cho đẹp nhỉ. Chiều đúng rồi. Thế thì chỗ này thì mai sẽ làm một phân rưỡi. Cái này là gì à? Đuôi cá. Bù góc. Đuôi cá, vâng ạ. Nó gọi là đuôi cá nhé. Thế thì để cắt trước cái này. Căn là không nhỉ? Không căn nhé. Không thì thế này. Một phân phải không ạ? Một phân. Bây giờ sẽ căn cái này. Còn mấy ta? Thế
Cái đỉnh tay bốn mấy nhỉ chị nhỉ? Nhớ không ta? Đỉnh tay là điểm số bốn mấy nhỉ? 40, 48, 49. Vâng ạ. Next, tay trước sẽ là 48 nhé. Em tạm thời cắt trước này. Cái này là bù góc cho mọi người nhé. Em muốn đẹp thì em làm thế này à? Xong em cắt thế này thì nó chuẩn hơn phải không ạ? Bung ra thì sẽ có. Ok ha. Đặt ra. Bên này sẽ là cái gì? Nếu như thì bên này sẽ là chứa. Thì một là vẽ, hai đặt lù để với đi xe lại cho em. Vẽ cái này cho em ạ. Chỗ này có căn là sao? Không căn gì. Nếu cắt tay rồi đấy, căn giờ thì căn đôi cho em. Không thì đặt cái thước và vẽ lại cho em nhé. Phải không ạ? Thì là có ha. Không thì cách đặt hôm qua lúc mình bắt đầu vẽ tay nhé. Cách nào cũng được. Thế sao có kết quả cho em là được. Bên này sẽ là chiếc bên này xong, phải không ạ? Rồi, em đi tay nhé. Cái này là đầy đủ. Đầy đủ là gì ạ? Văn, đúng rồi. Văn tay nhân. Được chưa? Rồi. Chân và lá hả? Có lá. Chân và lá, có lá. Chị mọi người vẽ cái này. Không phải chị có... À, chị có anh hả? Cái này vẽ cổ đây ạ. À. Cổ của chúng ta làm quên rồi thì làm sao bây giờ? Em xem cái hình này. Xem cái hình này. 36. Đã thay đổi rồi. 38. Bà em làm gì? Bà em làm gì? Khiêng ba cái máy. Chưa, từ đang ngồi. Đợi ship. Quê kết tùng là mọi người còn khúc đường ngoài bà em 6 để phân chốt cho em nhé. Chốt là ở dưới này này. Chốt như lại mũi lên cho em. Nó nằm ở khoảng này. Chốt lên khoảng đây. Nó nằm, vâng ạ, vâng ạ. Chốt dưới thì là một kim luôn. Em biết rồi. Nghe mày. Nó bắt sổ. Nằm ở đây là khoảng này phải không ạ? Từ thành phẩm đi vào phải không? Nó khoảng này cho em nhé. Máy âm luôn đó thầy. Máy bên trong cho em nhé. Máy âm luôn đó. Đây là tiếp là tiếp bên trong này. Vâng. Đúng không ạ? Cho em từ đây. Lại mũi. Tất cả đều vào cho em nhé. Mình phải lấy dấu ha. Rồi. Đó là dính. Tức là khi lên có thể chỗ này dính lại đúng không ạ? Chỉ bung từ đây thôi. Chứ không phải bung từ sườn nhé. Đó, chốt từ bên trong đó. Dạ. Thì còn cái này, đo cái này đi. Chính xác thì là đo cái này nhé. Cái này lát chỉ muốn cắt ngang, chỉ cắt ngang tùy chị nhé. Dạ. Không giới hạn nhé, cắt ngang. Thế thì cái cổ đúng nhỉ, cái miếng lò của em đâu. Miếng vai đó. Có trong này hả? Đây. Đúng là vòng cổ chúng ta được tính từ đâu nhỉ? Tâm quy. Nhưng bây giờ thiết kế phải cộng cả cái này nữa phải không ạ? Rồi em đo nhé. Đo này. Từ mép này 6/8 15.2 19.7 38/7 19.7 19.7 cộng thêm 0.5. Chân này luôn làm lớn hơn cho em 5 ly nhé. Không được làm bằng nhé. Không may được đâu ạ. À. Còn đến họ giới hạn cái này thì mọi người phải làm cái nhỏ cho em 5 ly ạ. Bởi vì vải kia là vải.
xéo qua cái là bài phải dọc, đúng không ạ? 19.7 cộng thêm 5 ly. Nhưng thực chất là đường cong chúng ta đã tạo cho chúng ta 5 ly rồi. Còn cần 5 ly thì mọi người cộng cho em 2 ly nữa thôi. Đường cong là sẽ dư ra nhé. Đường cong sẽ dư ra. Cong bao nhiêu ạ? 2.5. 2.5 à? 2.5 tới 2.7 à? Phải không ạ? Chia làm mấy ạ? Chia làm 3. 20 chia 3 là mấy nhỉ? 6.8. Sao mình làm toán nhanh vậy? Phải không? Mà hôm 6.5 thì giờ thêm tí nó thành 6.8 thì thấy không nhớ rõ nữa. Đối với phần đầu tiên cho em phải không ạ? Chia làm mấy phần ạ? À? 2 phần. Số 5 ly. Thế ha? Thành công đúng không? Đặt ngược thước lại phải không? Này em bé một mạch luôn. Em đánh cong và cong một mạch. Này có thể trích được một ly cho em được nhé. Sớm này có thể nghiêng xuống cho em một ly cho nó đẹp. Bản chân này bao nhiêu à? 2.7 cho 2.7. Thì thầy đầu 2.7 cho trên 2.7. 2.7. Đầu 2.5. Đầu 2.5 hoặc 2.2 cũng được nhé. Thế thì vẫn dùng cái thước này. Mượn là điểm này này. 35 ạ. Đang vẽ cong trên cổ đấy chị Phương nhé. Khó hình dung đúng không? Không sao hết. Phải vẽ vài lần nè. Từ ngoài mà mặt định cho em bao nhiêu ạ? À? 2.5. Cái này tròn hay vuông nhỉ? Tròn. Tối đa cho em nhé. Khi nút ở đây phải không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta độ xéo thế nào chưa biết đúng không? Đây là vuông. Vuông góc. Để em chỉ cho mọi người xác định cái cổ này. Nó không có giống cổ các bạn phải không? Nhập tay vào rồi này. Em giả vờ dán. Đây. Lát gỗ nằm tận đâu vậy? Sầu à. Từ mét nẹp vào. Em nghĩ chắc có 3 là 4 phân gì đó. 4 phân này. 4 phân 4 phân giữa. Tức ngoài cùng phải là 4 phân. Bung hai bên sẽ là 8 phân như này. Đồ hở thì bên này qua bên này đây. Thế cái đầu lá này sẽ từ đây xuống thì theo em xéo không ạ? 8 phân từ đây, 2 phân 11 phân như thế này. Tức là khoảng này. Cổ lại kẻ chéo lên như vậy ạ. Và là cổ khoảng này không ạ? Thế thì đã cắt cái này ra này. Hoặc là em ướm nhé. Cái này em lại được ngược rồi. Không sao. Đi lại ngược này nè. Đi lại ngược lại. Đó mà. Như vậy. Em chỉ xác được cái chiều dài thôi nhé. Thế thì bây giờ cái điểm này may vào đây à? Em gọt được không? Em đi giống này đi. Có điểm này may vào đây không? Vâng. Phải không ạ? Không, à, đúng mà. May góc mà. Đúng rồi. Phải không ta? Phải mà. Thế thì cái này sẽ làm thẳng nhé. Cái này sẽ làm thẳng như vậy hả? Mình sẽ làm thẳng như vậy. Thẳng như vậy nhé. Đây sẽ làm thẳng như vậy. Tức là cái đường này nằm theo đường này phải không ạ? Ướm cho em như vậy ạ. Ướm cho em như vậy nhé. Đúng cạnh của nó nhé.
đúng cả. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy được cái điểm này. Điểm này đấy. Từ cửa này. Và lá chúng ta nằm ở đây đúng không? Nối lại cho em là xong rồi. Bỏ anh ra. Dài. Ừ. Bạn này bao nhiêu ạ? Thời trang 5 là không? Được. 5 nha. Đấy. Thế từ cái điểm này này, được chưa? Chúng ta sẽ xác định nhé. Chúng ta sẽ xác định cái này là cong. Cong. À, cái đường này, cái đường này mà tôi xác định như vậy nhưng mà phải làm xéo cho em thêm. Bởi vì cái bên cổ nó sẽ bị đứng cái cổ lên. Tức là cái này khi may như vậy, nhưng mà cái này cũng bẻ, cạnh này thì may vào cái cạnh này, may vào cạnh này đúng không? Cái này may vào cái này, phải như vậy không? Bẻ ra nhé, cái này vẫn xéo thêm một tí nữa cho giống nhé, xéo từ đây này, xéo thêm một phân nữa, vẽ cho khoảng 11 xăng nhé, điểm này, 11 xăng, và đường này dựng vuông góc cho em trước nhé, này vòng xuống hay vòng lên à? Xuống chị nhé, đừng vòng lên nhé, tức là phải vuông, vuông góc. Như vậy. Đấy. Được rồi, với các bạn trẻ. Xong rồi. Bây giờ cắt ra được không? Chị Văn cắt tới rồi này, đừng cắt từ này nhé, đừng làm cái sáng nhé, cắt lỗ một trăm nhé, không sao em vẽ thôi, con làm thêm cho nó nhọn thôi, lấy đường này, sẽ vẽ mà. Lá cổ này. Lá cổ này gọi là lá cổ gì nhỉ? Chúng ta bẻ nó rồi. Tim anh nó rồi sẽ làm vậy đây. Con này con nhỏ lắm quá. Đầm chi chít. Đầm chi chít bên cổ này. Cái này nằm ở đây phải không ạ? Vâng. Cái này. Phải vậy không ạ? Dạ. Tim anh ra đó. Tim anh ra. Cái lá cổ này thiết kế được bẻ xuống dưới. Chị ha. Tại vì đang dính với nhau thầy thì chưa hiểu. Đây. Thầy mình tách ra cái này thầy mình chỉ hiểu. Em lấy cái gì nhỉ? Lấy cái gì dễ hơn ta? Cái lấy cái gì nhỉ? Lấy cái gì nữa? Lấy cái thằng chính là lấy cái lá. Vâng. Giờ chúng ta lấy cái này ra. Vẽ bình thường cái này. Lấy giống này cho em. Cái này gọi là sao chép. Bốc tách. Em vẫn làm không có được may nhé. Vâng. Đừng may lắm mọi người cộng dùm em nhé. 1, 11 đến 1,2 nhé. Cắt cái này ra. Cái này lấy cái gì ta? Chân, bỏ đi là cái chân. Bỏ lá đi nữa. Cái này giống cái này chứ em sao ra rồi này. Em bỏ này đi. Đây là cái chân cổ. Được chưa? Có nhìn thấy nào giống giống này chưa chị?
Chú đang công công cánh bước nha. Mẫu màu bài nhật chắc chắn là ai tìm ra con hồ sơ mi đúng không? Chưa theo kịp. Mở cái lá nằm trên này. Này nó cong lên vậy đó hả? Khi mình may xuống mà nó xuống chị. Nếu chị cái mặt bị cong hả? Hay là khi mình này? Phút ra chung mùi vậy. Được chưa ạ? Hai cái này thế này chị ha. Thầy lật xuống ngược lại là đừng may chưa thầy chị mới hiểu. Đúng không ạ? Thì cái này thì cần làm may khi để nó thế này phải không ạ? Đúng không ạ? Làm như thế này. Đó, khi mình may nè. Thì thầy làm sáng băng keo nhé. Quay thì làm may xong. Rồi thì làm gắn hai cái khớp với nhau cho nó chắc, cho nó chuẩn này. Điểm giữa. Vâng. Mình gắn trước nhé. Tại vì nó chưa được sát. Chị sử dụng keo cứng thì vui lòng cắt dập keo thành phẩm cho em nhé. Còn keo hộp thì cắt bằng bán thành phẩm cho em luôn ha. Để mấy cái mềm đi. Sao chị? Mấy cái mềm cái chân đẹp. Để mấy cái cứng. Nghe thấy có keo mà. Mềm có, cứng có. Tôi lấy mềm. Rất đẹp với cổ. Ok, chân cổ đây. Đây chị ha. Rồi. Nhìn trên em này ha. Nhìn trên em này. Thầy thơ. Thầy. Sao cô? Cô ăn nước cho thầy. À vâng, cô để phòng bên cho con đi cô. Cô để quà đến cho con nhé. Vâng, vâng, vâng. Ờ, cái này bẻ hay sao? Bẻ ngược rồi thầy. Bẻ sao? Ngược à? Để nó lè. Rồi cô nè, rồi cô. Nó cúng bằng sau này. Cái đồ à? Mai mốt những cái người có người đâm kim thầy giống vậy đó. Chết. Ý nói là nghiệp của Phật. Cái này khi bẻ thì cái này là cổ sẽ mo lên một tí, nó không bẻ đúng một điểm đó đúng không? Bẻ như vậy này. Phía sau cái này như vậy. Thì cái phần này của mình để nghe cái ông bẻ như vật trong một người này. Sáng mắt như vật trong một người. Không biết mình ăn cứng thế nào. Mọi người cái điểm đấy nó đã bị làm sao ạ? Nó bị làm sao? Phần này to cấn cổ không? Nhọn, nhọn, nhọn. Cấn. Cấn cổ này đúng không? Cấn gãy. Sau khi mình bẻ làm sao? Độ nhỏ nó vẫn chưa đủ quá. Có thấy phần này hơi lớn đúng không ạ? À. Hơi lớn nhé. Và sửa tiếp vào thầy. Ừ. Có hơi khó không? Có hơi khó không? Khó không? Nói cục sữa à? Nói cái đầu này thôi. Nói đầu thôi ạ? Ừ. Độ sáng chưa đủ. Bắn xuống xíu nữa đi thầy. Ở trên cổ thì phải bắn. Cái này phải dán cho em nhé. Cái này chúng ta hãy cho ra quả. Một thì 1.5 mới được ạ. Cái này giữ là 11 đúng không? Vậy nghiêng ra ngoài này.
em sẵn là tính cho khoảng 10 phân giữ em nhé. Như thế này. Chưa? Con này phải giảm lại phải không? Bạn sao nhận còn bên kia sao chiếc là vâng ạ. Sau đó cắt ra cho em cái đầu lá nên làm khoảng 10 phân giữa đấy nhé. 10 phân giữa thôi. Mình lấy nghiêng nhiều hơn đấy nhé. Hai cái này phải hợp có ngay không ạ? Vâng. Đúng không? Nếu chưa đủ mình phải tăng, nếu thừa mình phải giảm bắt đầu lại. Nó phải đủ nhưng mà nó tổ to rồi. Được chưa? Đấy, thế có cái lá cổ của nó nhé. Xong hết chưa? Xong rồi thầy. Các bạn nhé, không làm nhé. Không, không làm thầy. Các bạn không làm ha. Không cần. Ok. Thế là hết rồi đúng không ạ? Cái này nhớ chốt cho em ha, để chặt cho em từ ngoài từ 6 đến 7 phân. Ok, bây giờ mọi người phát triển nhé. Ba chị tự hỗ trợ cho em ha. Từ này. Phát triển bé thôi. Mai, mai thứ hai thôi thầy. Ừ, sao kịp được. Chiều nay làm được là mừng lắm rồi. Nghĩ sao mà hôm nay vậy. Bé ra hình là may lắm rồi. Đến giờ rồi. Chị lấy cái phong độc của chị làm nhé. Phong các bạn hồi sáng chị vẽ. Cái này chỉ nhớ xếp cho em rồi phải cắt nhé. Xếp bùi ra khoảng 3 ly. Chị lấy cái này xài được nhé. Xíu này sẽ lấy cái mới. Hay là muốn